Trong chuyên đề tiếp theo của môn địa lý, học sinh sẽ tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của nền công nghiệp và dịch vụ của Việt Nam. Những đặc điểm nổi bật của nền công nghiệp và dịch vụ nước ta bao gồm: bài 26, nền công nghiệp của Việt Nam bài 27, những ngành công nghiệp trọng điểm bài 28, nền dịch vụ của Việt Nam bài 30, vai trò của công nghiệp và dịch vụ đối với sự phát triển kinh tế bài 31, hướng phát triển của công nghiệp và dịch vụ. Để có được hiểu biết sâu rộng về chủ đề này, học sinh sẽ cần nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa và tích cực tham gia thảo luận, nghiên cứu. Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng cho học sinh trong quá trình học tập. Cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam, đa dạng, trọng điểm và chuyển dịch. Cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam rất đa dạng, bao gồm 3 nhóm ngành chính. Nổi bật trong số đó là các ngành công nghiệp trọng điểm như: cơ cấu ngành công nghiệp Việt Nam cũng có sự chuyển dịch theo thời gian, tỷ trọng của công nghiệp chế biến đang có xu hướng tăng, đạt 88,1% vào năm 2021. Sự chuyển dịch này phản ánh sự chuyển đổi từ nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên sang một nền kinh tế dựa trên chế biến và sản xuất. Biến động cơ cấu giá trị công nghiệp Việt Nam. Theo phân tích từ biểu đồ cơ cấu giá trị công nghiệp Việt Nam giai đoạn năm 2005 đến năm 2014, tỷ trọng của các ngành công nghiệp đã có sự thay đổi đáng kể. Công nghiệp chế biến là ngành có sự tăng trưởng mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng lớn nhất vào năm 2014. Ngược lại, tỷ trọng của công nghiệp khai thác giảm mạnh, xếp thứ hai về quy mô. Trong khi đó, tỷ trọng của công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước cũng giảm đáng kể, đứng thứ ba. Những biến động này phản ánh sự chuyển dịch của cơ cấu công nghiệp Việt Nam theo hướng hội nhập toàn cầu và khu vực. Các ngành công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao đang được đẩy mạnh phát triển, trong khi các ngành khai thác và sản xuất phân phối chủ yếu dựa trên tài nguyên đang giảm dần tầm quan trọng. Cơ cấu công nghiệp Việt Nam tập trung, phân bố và phát triển. Cơ cấu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Để hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước nhà, cần chú trọng đến 3 nội dung chính. Cơ cấu theo lãnh thổ. Quan sát bản đồ công nghiệp Việt Nam, có thể thấy hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vực: Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Miền Trung, tập trung công nghiệp ở mức độ trung bình, phân bố rải rác ở các trung tâm ven biển. Nam Bộ, mức tập trung cao, hình thành rải các trung tâm công nghiệp tiêu biểu như thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một. Cơ cấu theo ngành. Theo số liệu từ Cục Thống kê Việt Nam, cơ cấu công nghiệp Việt Nam đang dần chuyển dịch từ các ngành thâm dụng lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ. Ngành chế biến, chế tạo, tỷ trọng tăng nhanh, chiếm gần 20% GDP cả nước. Ngành dịch vụ, tỷ trọng tăng trưởng đều, chiếm khoảng 40% GDP. Ngành nông nghiệp, tỷ trọng giảm dần, hiện chỉ chiếm khoảng 15% GDP. Cơ cấu theo quy mô. Về quy mô, công nghiệp Việt Nam hiện vẫn chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp lớn đang có xu hướng tăng lên. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 95% tổng số doanh nghiệp công nghiệp. Doanh nghiệp lớn chiếm khoảng 5% tổng số doanh nghiệp, nhưng đóng góp đến 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Miền Bắc, khu vực tập trung công nghiệp hàng đầu. Miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng và các vùng lân cận, nổi tiếng với mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước. Từ thủ đô Hà Nội, các khu công nghiệp tỏa ra theo 6 hướng chính dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch. Cụ thể, sự phân chia này phản ánh sự phát triển đa dạng của công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam với các trung tâm chuyên biệt về từng lĩnh vực cụ thể. Phân hóa cơ cấu công nghiệp giữa các vùng miền Việt Nam. Việt Nam có sự phân hóa rõ nét về cơ cấu công nghiệp giữa các vùng miền. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, chiếm tới 45,8%, xếp sau là đồng bằng sông Hồng, 28,2% và đồng bằng sông Cửu Long, 9,6%. Ngược lại, Tây Nguyên và Bắc Trung Bộ có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp rất thấp. Sự phân hóa này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân phân hóa. Sự phân hóa cơ cấu công nghiệp chủ yếu do các yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội thuận lợi. Các vùng công nghiệp phát triển thường tập trung ở những khu vực có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đông Nam Bộ nổi bật với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, sở hữu cảng biển lớn và mạng lưới giao thông phát triển. Đồng bằng sông Hồng có lợi thế về vị trí gần Hà Nội, trung tâm chính trị và hành chính. Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long được hưởng lợi từ thế mạnh về nông nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về hạ tầng và công nghệ. Động lực phát triển để thúc đẩy sự phát triển đồng đều của công nghiệp giữa các vùng miền, các chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được ưu tiên. Nhà nước cũng nên tập trung vào việc khai thác lợi thế của từng vùng miền, hỗ trợ các ngành công nghiệp phù hợp với đặc điểm của địa phương. Ngoài ra, tăng cường liên kết giữa các vùng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hợp tác và đầu tư sẽ giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương. Quan sát bảng số liệu, có thể nhận thấy tỷ trọng khu vực nhà nước có xu hướng giảm và đến năm 2007 đã đứng ở vị trí thứ 3. Ngược lại, tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng lên, chiếm vị trí thứ 2. Đáng chú ý, tỷ trọng khu vực vốn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng, vươn lên vị trí số 1 vào năm 2007. Như vậy, cơ cấu thành phần kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Tỷ trọng khu vực nhà nước giảm, tỷ trọng khu vực ngoài nhà nước tăng và đặc biệt, tỷ trọng khu vực vốn đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất. Đây là những đặc điểm cơ bản của cơ cấu công nghiệp nước ta theo thành phần kinh tế.
Tiếp theo, xét về công nghiệp trọng điểm và tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm là hai lĩnh vực trọng điểm. Về đặc điểm tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Việt Nam tập trung phát triển các khu công nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm và ven biển. Công nghiệp khai thác dầu khí tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Điển hình là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể là vùng U Minh, sản lượng khai thác dầu khí đã có mức tăng trưởng đáng kể, đạt 34,1 triệu tấn vào năm 2005 và tăng lên 48,3 triệu tấn vào năm 2020. Ngoài ra, hoạt động khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam cũng mang lại nguồn tài nguyên dồi dào với trữ lượng ước tính vài tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí. Hai bể trầm tích lớn nhất là bể Cửu Long và Nam Côn Sơn đã được khai thác từ năm 1986, góp phần tăng sản lượng dầu khí liên tục. Trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi có công suất lên tới 6,5 triệu tấn mỗi năm. Về khí tự nhiên, Việt Nam sở hữu các mỏ khí lớn như Lan Tây và Lan Đỏ, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy điện tại Phú Mỹ và Bà Rịa, thúc đẩy sự phát triển của ngành điện khí. Ngoài ra, khí đốt tự nhiên còn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất phân đạm, một loại phân bón thiết yếu cho ngành nông nghiệp. Hệ thống điện Việt Nam đóng vai trò trọng yếu, nối liền hai miền Bắc Nam với chiều dài lên đến 1.488 km. Mạng lưới điện này cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho sự phát triển đất nước. Thủy điện là nguồn năng lượng sạch và tái tạo, chiếm khoảng 30 triệu kW công suất. Hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai là hai khu vực tập trung nhiều nhà máy thủy điện lớn. Trong đó, sông Hồng có khoảng 37 nhà máy, còn sông Đồng Nai chiếm khoảng 19 nhà máy. Nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, nhà máy Nha Ly trên sông Sê San, nhà máy Trị An trên sông Đồng Nai và nhà máy Thác Bà trên sông Chảy là những công trình thủy điện tiêu biểu. Đặc biệt, nhà máy thủy điện Sơn La là công trình có công suất lớn nhất Việt Nam, lên tới 2.400 MW. Ngoài thủy điện, nhiệt điện cũng là một nguồn năng lượng quan trọng. Miền Bắc có tiềm năng lớn về than, trong khi miền Nam nổi bật với nguồn dầu khí. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo khác như sóng và gió. Nhà máy Uông Bí tại Quảng Ninh là một ví dụ điển hình về nhà máy điện gió. Công nghiệp năng lượng của Việt Nam, nguồn năng lượng thay thế cho tương lai. Bên cạnh nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện và nhiệt điện, Việt Nam đang chú trọng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo mới như điện gió, điện mặt trời và sinh khối. Những nguồn năng lượng này đã được đưa vào lưới điện quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, trang 22 của sách giáo khoa địa lý Việt Nam cung cấp thông tin chi tiết về quá trình phát triển của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm tại Việt Nam. Ngành công nghiệp này bao gồm các hoạt động chế biến sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi và thủy hải sản, từ đó tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Ngành công nghiệp chế biến sản phẩm từ trồng trọt bao gồm các lĩnh vực chính như xay sắt, chế biến đường mía, chè, cà phê, thuốc lá, bia và nước ngọt. Những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc dân. Trường Quốc tế Á Châu tự hào là ngôi trường tiên tiến hiện đại với chương trình học tập cân bằng giữa học thuật, nghệ thuật và thể thao. Tôn chỉ giáo dục của trường không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo và độc lập cho học sinh. Bên cạnh giờ học chính khóa, học sinh còn có cơ hội trải nghiệm thử thách bản thân, phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi và trưởng thành. Trường Quốc tế Á Châu trở thành nền tảng vững chắc cho học sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Giáo dục không phải chỉ là sự chuẩn bị cho cuộc sống mà chính là một phần của cuộc sống. Từ môi trường giáo dục tại Á Châu, các em sẽ tự tin bước vào tương lai và viết nên câu chuyện thành công của riêng mình. Các yếu tố địa lý trong phát triển đất nước. Các yếu tố địa lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới và hiện đại hóa đất nước. Yếu tố vị trí tài nguyên, yếu tố kinh tế xã hội bên trong và yếu tố thị trường, hợp tác quốc tế bên ngoài là những nhân tố chủ chốt. Về hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Việt Nam có các dạng như điểm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và trung tâm công nghiệp cấp quốc gia. Hà Nội, TP, Hồ Chí Minh, cấp vùng, Hải Phòng, Đà Nẵng và cấp địa phương, Nha Trang, Vinh. Nước ta có 6 vùng công nghiệp trên cả nước. Ngành dịch vụ trong quá trình phát triển. Ngành dịch vụ cũng đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước, trong đó, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và du lịch là những ngành dịch vụ trọng điểm. Giao thông vận tải là nền tảng để kết nối các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và thương mại. Thông tin liên lạc giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, thúc đẩy hoạt động kinh tế và xã hội. Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu ngoại tệ, quảng bá hình ảnh đất nước và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Giao thông vận tải đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với hệ thống đa dạng bao gồm đường bộ, đường sắt, đường sông và đường hàng không. Đường bộ. Hệ thống đường bộ Việt Nam là một mạng lưới rộng lớn, kết nối các vùng miền và cửa khẩu quốc tế. Đường xuyên Á là tuyến đường quan trọng, tạo thuận lợi cho giao thương với các nước trong khu vực. Đường sắt. Đường sắt Việt Nam có chiều dài 3.143 km, trong đó tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam là tuyến chính quan trọng nhất, nối liền Hà Nội và TP, Hồ Chí Minh. Các tuyến đường sắt xuyên Á đang được nâng cấp để đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và kết nối giao thông. Đường sông. Đường sông Việt Nam có chiều dài khoảng 11.000 km với các hệ thống sông lớn như Hồng Hà, sông Thái Bình, sông Mekong và sông Đồng Nai. Giao thông vận tải đường sông đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa và hành khách, đặc biệt ở các vùng đồng bằng và ven biển.
Giao thông đường biển, tuyến huyết mạch ven bờ. Tuyến đường biển ven bờ Hải Phòng - Hồ Chí Minh với chiều dài khoảng 1.500 km, hướng chủ yếu Bắc Nam là tuyến huyết mạch quan trọng của Việt Nam. Đến năm 2017, nước ta có 49 cảng, trong đó nổi bật là các cảng biển trọng điểm như Hải Phòng, Cái Lân, Đà Nẵng, Liên Chiểu, Chân Mây, Dung Quất, Nha Trang và Sài Gòn - Vũng Tàu. Giao thông đường không, ngành non trẻ nhưng phát triển nhanh. Giao thông đường hàng không là ngành non trẻ nhưng có tốc độ phát triển nhanh chóng. Việt Nam hiện có 22 sân bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế. Đến năm 2019, nước ta có 11 sân bay quốc tế. Đặc điểm cấu trúc vận tải của Việt Nam. Cơ cấu vận tải của Việt Nam thể hiện một số đặc điểm nổi bật. Tỷ trọng vận chuyển đường bộ lớn nhất. Đường bộ đóng vai trò chủ đạo trong vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam. Tỷ trọng vận chuyển đường bộ chiếm phần lớn, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đường bộ trong cả nước. Đường biển vận chuyển hành khách chiếm ưu thế. Trong vận chuyển hành khách, đường biển lại là lựa chọn hàng đầu. Tỷ trọng vận chuyển hành khách bằng đường biển là lớn nhất, phản ánh nhu cầu đi lại bằng đường thủy của người dân Việt Nam. Quan sát và nhận định từ những số liệu trên, có thể thấy rằng vận tải đường bộ đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, trong khi vận tải đường biển tập trung vào vận chuyển hành khách. Đặc điểm này phản ánh nhu cầu vận tải đa dạng của Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội. Truyền thông Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển bùng nổ, đón đầu những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhất. Trong những năm gần đây, ngành viễn thông đã tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ khoảng 30% mỗi năm. Các nhà cung cấp viễn thông đã tập trung đầu tư vào công nghệ hiện đại, bao gồm mạng kỹ thuật số tự động hóa cao và đa dịch vụ. Mạng lưới viễn thông Việt Nam cũng ngày càng đa dạng và không ngừng mở rộng với các loại hình dịch vụ như điện thoại cố định, di động, phát thanh, truyền hình và truyền dẫn dữ liệu. Một số công ty viễn thông hàng đầu như Viettel và VNPT đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển này, không ngừng mở rộng và nâng cấp mạng lưới, mang đến cho người dân những dịch vụ thông tin liên lạc chất lượng cao. Ngoại thương Việt Nam, từ mở cửa đến gia nhập WTO sau thời kỳ đổi mới, Việt Nam mở rộng thị trường buôn bán theo hướng đa dạng hóa và đa phương hóa. Tháng 1 năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, mở ra nhiều cơ hội giao thương với các quốc gia khác. Vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng trở thành trung tâm hoạt động ngoại thương nổi bật của Việt Nam. Hoạt động này có 3 đặc điểm chính. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng nhờ đổi mới cơ chế quản lý, đặc biệt là quản lý của nhà nước bằng pháp luật và chính sách. Kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục do mở rộng và đa dạng hóa thị trường. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh do sự phục hồi và phát triển của sản xuất, nhu cầu tiêu dùng tăng lên và đáp ứng nhu cầu của xuất khẩu. Biểu đồ xuất nhập khẩu Việt Nam từ 1995 đến 2017. Quan sát biểu đồ giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam từ năm 1995 đến 2017, có thể thấy cả hai chỉ số này đều tăng. Đến năm 2017, giá trị xuất khẩu vượt trội hơn nhập khẩu, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế tại nước ta. Hàng hóa xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam bao gồm công nghiệp nặng, khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, tỷ trọng hàng chế biến và tinh chế còn thấp và tăng trưởng chậm. Thị trường tiêu thụ xuất khẩu theo Atlas Địa lý Việt Nam. Các thị trường tiêu biểu cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Hàng hóa nhập khẩu. Trong chủ đề tiếp theo của môn địa lý, học sinh sẽ tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của nền công nghiệp và dịch vụ Việt Nam, bao gồm sự đa dạng trong cơ cấu ngành công nghiệp với các ngành trọng điểm như năng lượng, chế biến lương thực, dệt may, hóa chất và cơ khí. Việt Nam cũng có sự chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu công nghiệp khi tỷ trọng của công nghiệp chế biến ngày càng tăng, phản ánh sự chuyển đổi từ nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên sang chế biến và sản xuất.